Sáng nay, đoàn công tác Sở Xây dựng An Giang và các sở ngành tỉnh đến kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tri Tôn đợt 1 năm 2024. Năm 2023, huyện Tri Tôn đã hoàn thành cấp mới và sửa chữa 493 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo. Năm 2024, huyện được phê duyệt cấp và sửa chữa 700 căn nhà với kinh phí gần 31,1 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 là 245 căn với kinh phí gần 10,7 tỷ đồng. Tiến độ triển khai ở 10 xã đạt từ 20 đến 50%. Mỗi căn nhà có diện tích từ 30 đến 100 mét vuông, đảm bảo ba cứng. Khó khăn hiện nay của Tri Tôn là đối với hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ chương trình 134, chương trình 167 của chính phủ. Đã cất gần 20 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng nhưng không được hỗ trợ cấp mới. Đối với các hộ sống ở vùng trũng thấp, dọc các tuyến kênh và một số hộ rất khó khăn, không có khả năng đối ứng để cất nhà đảm bảo ba cứng. Huyện kiến nghị bổ sung thêm số hộ được hỗ trợ cất nhà trong năm 2024. Những khó khăn kiến nghị của huyện Tri Tôn được Sở Xây dựng An Giang tiếp thu và sẽ có đánh giá trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất giải pháp giải quyết. Đoàn công tác đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, các ngành có liên quan và các xã thị trấn sớm rà soát bổ sung các đối tượng thụ hưởng các đề án sinh kế để triển khai thực hiện năm 2025, kết thúc giai đoạn 2021-2025, sớm đưa Tri Tôn thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước.